Ok xin chào quý anh chị đã đến với kênh YouTube chứng khoán cộng đồng CB99. Thì em là Vũ Bích Anh, trưởng phòng kinh doanh chứng khoán tại VPS. Thì trong buổi video này, em sẽ tiến hành nhận định thị trường cho nhà đầu tư về cái thị trường ngày tới của chúng ta tức là ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021 và đưa ra những cái định hướng tương lai để hỗ trợ cho nhà đầu tư có thể giao dịch một cách hiệu quả và bám sát thị trường nhất. Thì sau khi kết phiên giao dịch ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta đóng cửa trong chiều tăng điểm là tăng 35,76 điểm, từ mức tăng là 3,32% và đặt cái vốn giá trị khoảng độ là 703 triệu hơn. Xét về giá trị giao dịch thì ngày hôm nay thị trường đạt ngưỡng là 15.886 tỷ. Phiên ngày hôm nay, xét về giá trị giao dịch hay về khối lượng giao dịch của thị trường thì đều có sự gia tăng hơn khá là rõ rệt so với ngày hôm qua. Ngày hôm qua và ngày hôm xưa tức là ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021 thì cái vốn của thị trường đạt ngưỡng quanh khoảng đâu đó là ngưỡng 600 triệu thì phiên ngày hôm nay nó đạt ngưỡng là 700 triệu điều đó nó đang cho thấy được rằng là dòng tiền đã có sự gia tăng vào thị trường và nó gia tăng vào thị trường trong cái vị thế đó là thị trường tiếp tục tăng điểm với cái đã tăng rất là mạnh anh chị nhìn thân lến của thị trường có thể thấy được rằng là thân lến của thị trường tăng rất là mạnh điều này nó đang chứng tỏ được rằng là phiên ngày hôm nay dòng tiền lực cầu đã có sự gia tăng đôi chút và vì dòng tiền vào thị trường chỉ có tăng khoảng độ 100 triệu thôi chưa tăng đến ngưỡng là cực kỳ quyết liệt nên do đó điều này cũng đang đánh giá được rằng lực cung của ngày hôm nay của thị trường không đạt ngưỡng quá cao hay nói một cách ngắn gọn hơn xét về yếu tố cung cầu thì lực cung của thị trường cũng chỉ giống như ngày hôm qua là không có người bán còn lực cầu của thị trường nó đang sự gia tăng đôi chút điều này nó đang là một cái điểm cộng tích cực của thị trường trong một xuống tăng hồi phục hiện tại và một cái điểm cộng nữa là thị trường đã vượt bốc cản 1.100 điểm rồi và nó đang đạt ở cái điểm số là 1.111 điểm đây sẽ là một cái điểm cộng rất là tích cực của thị trường thì tích cực như thế nào và dòng tiền hiện tại ra làm sao thì lát nữa em sẽ phân tích chi tiết thêm còn bây giờ em cũng xin giới thiệu là anh chị nào mà bây giờ chưa có tài khoản chứng khoán tại VPS đấy thì em xin kính mời anh chị tiến hành mở tài khoản chứng khoán tại VPS qua số điện thoại Zalo mà mình anh chị đang xem thì em sẽ hỗ trợ mở cho. Thì tại sao chúng ta nên mở tài khoản chứng khoán tại VPS thì cũng như những buổi video khác em đã giới thiệu khá là nhiều lần rồi. là khi anh chị tiến hành mở tài khoản chứng khoán tại VPS ấy thì anh chị sẽ được hưởng ưu đãi là về thứ nhất, phí giao dịch. Phí giao dịch margin khi anh chị giao dịch ở VPS chỉ có 0.13%. Cực kỳ rẻ, tiết kiệm phí cho anh chị. Lãi suất margin bên VPS chỉ có 6,8 đến 9% một năm. Lãi suất margin lại càng rẻ, lại càng tiết kiệm hơn nữa. Đó, giao dịch rất là đỡ phí cho anh chị. Và tỷ lệ cho vay margin bên VPS cũng rất là cao, cho vay hết tất cả các mã. Upcom bên em cũng cho vay, anh chị được dùng margin nhiều hơn để tăng cái tỷ lệ đoàn bẩy vốn lên, để tăng tỷ lệ đoàn bẩy vốn lên. Đó, có lớn nhưng mà không thích dùng margin nhiều thì lại chuyển vốn sang đánh vốn chủ nhiều hơn là được và tiếp theo nữa là khi anh chị mở tài khoản vps giao dịch do em quản lý thì em sẽ hỗ trợ cho anh chị là phím hàng từ vấn đầu tư cho anh chị và trong quá trình giao dịch anh chị có bất kỳ thắc mắc gì về nạp rút tiền nỗi giao dịch hay là làm sao hay là về tư vấn mã cổ phiếu nào hay tư vấn thị trường làm sao thì em sẽ là người hỗ trợ tư vấn từ anh sẽ giải quyết cho anh chị và hiện tại em đang có room phím hàng thì tại room phím hàng sẽ hỗ trợ cho anh chị là lên mua cổ phiếu nào mua giá nào và bán ra nào và trong quá trình chọn lọc và phím hàng lên trên room phím hàng phím cổ phiếu lên trên room phím hàng thì em sẽ chắt lọc những cái cổ phiếu tốt nhất và báo lên trên room không có cái chuyện này em báo cả danh mục lên cho anh chị đó em sẽ chắt lọc từng mã một để báo lên cho anh chị để anh chị có sự chọn lọc mã cho cái danh mục đầu tư của mình một cách tốt nhất và đương nhiên là khi em phim mã cổ phiếu tăng giá thì em sẽ cho anh chị chốt cổ phiếu giảm giá thì em sẽ cho anh chị cắt báo mua báo bán rõ ràng không có cái chuyện là lãi tung hồ lỗ ỉm đi có trách nhiệm ngay cả khi tư vấn sai và tư vấn đúng cho anh chị thì đó là những ưu đãi khi anh chị mở tài khoản VPS do em quản ý nó sẽ được vào room phim hàng và để tiến hành mở tài khoản chứng VPS ấy, thì anh chị mở phần mô tả video lên sẽ thấy cái dòng link đăng ký mở tài khoản chứng VPS anh chị nhấn vào link này điền các thông tin cần thiết em sẽ tiến hành mở tài khoản cho hoặc tự tải app về mở tài khoản theo những hướng dẫn một mô tả video anh chị có thể mở tài khoản theo hai cách nhé một là đăng ký vào đường link hai là tự tải app về mở tài khoản theo hướng dẫn là xong và khi mở tài khoản chứng khoán VPS theo những hướng dẫn mô tả video sẽ là anh chị mở tài khoản chứng khoán theo cách là mở tài khoản online 2 hoặc 3 phút nào có tài khoản sử dụng giao dịch luôn giao dịch cả margin luôn nạp rút tiền đầy đủ luôn và không cần ký kết hợp đồng được chưa còn đối với những anh chị nào mà muốn mở tài khoản theo hình thức là vẫn muốn ký hợp đồng thì cứ liên hệ tới em em sẽ hỗ trợ cho anh chị thích mở tài khoản theo cách ký hợp đồng cũng được không thích ký hợp đồng cũng được và đương nhiên là cái mặt pháp lý sẽ luôn đảm bảo đầy đủ cho anh chị được chưa đó Ok thì em sẽ bắt đầu quay trở lại cái phần nội dung chính của cái thị trường hiện tại của chúng ta là về nhận định thị trường, nhận định dòng tiền của thị trường sau cái kết phiên giao dịch ngày hôm nay là ngày 3 tháng 2. Xem rằng là hiện tại thị trường có cái vấn đề gì cần đáng chú ý hay không. Thì xét về một cái xuống hiện tại của thị trường nó đang trong đà hồi phục sau đà đạt mạnh của nó và một cái phiên mà nó có sự ấn tượng với thị trường của chúng ta nhiều nhất trong cái đà giảm này đó chính là cái phiên ngày mùng 29 tháng 1. Đây là cái phiên mà đã có cái dòng tiền lớn bắt đáy thị trường ở phiên ngày hôm 29 tháng 1 đó. Thì tại sao lại nói là phiên này có dòng tiền lớn bắt đáy thì em đã giải thích trong những video trước rồi. Là đang trong đà giảm của thị trường và đang đến cái phiên ngày 28 tháng 1 là cái phiên mà khiến cho toàn bộ các cổ phiếu của thị trường chung đều trong tình trạng là giảm kịch sàn. Thì ngay lập tức đến phiên ngày 29 tháng 1, sáng đến ngày 29 tháng 1 thị trường xuất hiện một cái gap là gáp down khá là lớn và gap down này đã khiến thị trường về ngưỡng 1.000 điểm. Sau khi về 1.000 điểm thì chúng ta thấy được rằng là đến tận kết phiên là thị trường vẫn luôn trong đà hồi phục từ mốc 1.000. Đó, hồi phục từ mốc 1.000 về mốc là 1.060 điểm. Vào thị trường hồi phục với vị thế đó là vôn ở mức là cao. Vôn cao ở đây nó cho thấy được rằng, em xin lỗi, vôn cao ở đây nó biểu hiện bằng cách đó là thị trường chỉ giao dịch đến đầu phiên chiều thôi là thị trường đã trong tình trạng là nghẽn lạnh. Bởi vì nguyên nhân là do tần suất giao dịch của thị trường trong phiên nó quá mạnh lên thị trường chỉ giao dịch đến đầu phiên chiều thôi và tần suất giao dịch này nó mạnh nguyên nhân chủ yếu là nó do lực cung em sẽ nói nguyên nhân chủ yếu là nó do lực cầu tham gia hấp thụ lực cung quá mạnh lên thị trường nó bị quá tải vì tiền do đó là thị trường không giao dịch đến hết phiên được và thị trường không giao dịch đến hết phiên được và giao dịch với khối lượng quá nhiều trong cái vị thế đó là tạo biên giá tăng là tăng 32,67 điểm đối với việc là thị trường tăng điểm ở mức cao là hơn ba chục điểm đi cả với cây vôn ở mức là cực kỳ lớn và nó lớn theo kiểu đó là không giao dịch đến hết phiên mà nó đã bị ngừng giao dịch rồi điều này nó đang chứng tỏ được rằng nó đang có một cái dòng tiền lớn tham gia đỡ giá thị trường ở phiên ngày mùng 29 tháng 1 đây trên một điểm cộng thị trường tuy nhiên đấy thì chúng ta biết phải biết được rằng là khi một dòng tiền lớn nó tham gia đỡ giá thị trường mặc dù nó là điều tích cực nhưng nếu như mà những ngày phiên ngày hôm sau mà thị trường vẫn còn bị bán thì sao mà dòng tiền lớn không còn đủ lực để đỡ giá thị trường thì sao thì nó có nghĩa rằng là nó vẫn còn lý do để giảm tiếp nhưng sang em sẽ lỗi và đến cái phiên ngày mùng 1 tháng 2 thì anh chị có thấy được rằng mùng 1 tháng 2 lực cung của thị trường là nó vẫn còn biểu thị bằng cách là thị trường vẫn giảm hơn 20 điểm cho nên lực bán của thị trường chưa hết ở cái phiên ngày mùng 1 tháng 2 nhưng nó đã có sự yếu đi khá là nhiều so với những phiên ngày hôm trước bằng chứng là những phiên ngày hôm trước ví dụ như là cái phiên ngày 26 27 hay là ngày 28 này là thị trường luôn trong vị thế đó là giảm điểm với việc là vôn của lô ở mức là cao kịch có nghĩa là nó cao đến cái kiểu là thị trường không giao dịch để hết phiên nhưng mà thị trường nó đã bị trong tình trạng nghẽn lệnh rồi do tần suất giao dịch quá nhiều rồi vôn của nó rất là cao và biên giá giảm mạnh nhưng sao đến ngày mùng 1 tháng 2 thì cái vôn của thị trường nó lại rất là thấp vôn của thị trường phiên ngày mùng 1 tháng 2 chỉ quanh quẩn ở mức là 600 triệu vôn đã có sự sụt giảm đi và biên giá giảm cũng chỉ giảm ở ngưỡng là 20 điểm thôi Cho thấy lực bán của thị trường mặc dù vẫn còn nhưng đã có sự vơi bớt đi áp lực bán không còn dữ dội như ba phiên trước đó nữa Và em đã yêu cầu nhà đầu tư là theo dõi đến phiên tiếp theo để chúng ta xem rằng thị trường có ngừng bán hay không Thì sang đến phiên tiếp theo đó là phiên ngày hôm qua là phiên ngày mùng 2 tháng 2 Thì sang đến phiên ngày mùng 2 tháng 2 thì chúng ta có thể thấy được rằng là kết phiên Kết phiên thì cây vôn của thị trường cũng chỉ quanh khoảng ngưỡng 600 triệu cũng chỉ ngang ngửa với cây vôn của thị trường ở ngày mùng 1 tháng 2 vốn bằng nhau nhưng xét về biên giá đã có sự trái ngược hoàn toàn. Biên giá thị trường ở ngày mùng 1 tháng 2. Biên giá thị trường ở ngày mùng 1 tháng 2 thì trong vị thế là giảm hơn 20 điểm. Còn biên giá của thị trường ở ngày mùng 2 tháng 2 vốn cũng như vậy nhưng lại trong vị thế đó là tăng 40 điểm. Điều này nó đang chứng tỏ được rằng là lực bán của thị trường ở phiên ngày mùng 2 tháng 2 gần như nó không còn nữa. Hay nói cách khác là người bán đã bán xong rồi, rũ hàng là rũ xong rồi. Đó, nói ngắn gọn là như vậy thôi thì khi mà một thị trường ấy mà nó đang trong đà giảm mà nó đã có lực tiền bắt đáy ở phiên ngày 29 tháng 1 và ngay sau đó là nó có dấu hiệu là bị ngừng bán thì đương nhiên rằng là theo logic cơ bản thì thị trường nó sẽ được kỳ vọng đi lên thôi và đối với việc là sau khi em xin lỗi đối với việc thị trường của chúng ta ở trong phiên ngày mùng 2 tháng 2 tức là trong phiên ngày hôm qua đấy thì em cũng đã báo cho rung cộng đồng CP99 là mua mới được rồi đó giao dịch được rồi chứ không phải là đến kết phiên em mới bảo em đã bảo trong phiên luôn rồi thì kết phiên em làm video thì em bảo lại lần nữa thôi đó thì anh chị nào trên room cộng đồng CB99 thì đều biết này em đã bảo mua trong phiên rồi. Đó thì đối với việc là thị trường phiên ngày hôm qua đấy, kết phiên nó tạo được đà tăng mạnh là 40 điểm. Và nó tăng điểm vì điều đó là không người bán. Như vậy thì nó đang cho thấy được rằng là hiện tại thị trường của chúng ta đang trong đà hồi phục. Và đồ hồi phục này nó được duy trì đến ngày hôm nay là thị trường hồi phục với vị thế đó là vốn gia tăng cho đấy dòng tiền đã quay trở lại và vốn gia tăng chỉ mức vừa phải nhưng vẫn tạo được biên gia tăng cao nó cũng luôn cho thấy được rằng là thị trường không có người không còn người bán nữa nói một logic sông như vậy để làm gì nói một logic sông như vậy để em xin lỗi ok thì em quay trở lại một chút là phân tích về cái cung cầu thị trường hiện tại là để cho nhà tư hiểu rõ được cái phản ánh hiện tại của thị trường dòng tiền nó đang như thế nào dòng tiền hiện tại của thị trường nó đang trong đào hồi phục và đà hồi phục này đang trong vị thế đó là không có người bán và đầu hồi phục này nó đang có điểm cộng là ở đáy của đầu hồi phục là đã có dòng tiền đỡ giá tức là nó đã có một liền, tiền lớn để tham gia đỡ giá thị trường và đương nhiên là khi lực tiền lớn nó tham gia đỡ giá thị trường này thì nó phải kỳ vọng thị trường đi lên rồi không có cái chuyện là tiền lớn nó đổ vào thị trường mà nó kỳ vọng thị trường đi xuống đâu cũng giống như anh chị đi mua cổ phiếu vậy khi anh chị mua cổ phiếu thì anh chị phải kỳ vọng cổ phiếu đó đi lên thì anh chị mới đổi tiền vào mua chứ làm sao có cái chuyện mà anh chị đổi tiền vào mua để kỳ vọng đi xuống được thị trường đã có điểm cộng là đã có tiền lớn đổ vào và người bán đã hết ở những phiên vừa rồi hiện tại đang trong đào hồi phục và hiện tại cái rủi ro của thị trường đang có đó là rủi ro những người kẹp hàng vùng trên này khi thị trường tăng về vùng hòa vốn người ta sẽ vác hàng ra bán thì đó đang là cái rủi ro hiện tại của thị trường đó và điểm cộng tiếp theo nữa em sẽ nói đó là cái viễn cảnh hiện tại của thị trường là đang trong đào hồi phục và hồi phục không có người bán và dòng tiền lớn vẫn chưa đổ vào thị trường dòng tiền lớn vẫn chưa đẩy giá thị trường nhé đây mới chỉ có dòng tiền lớn đã giá thị trường để trên thị trường ngừng rơi thôi chứ dòng tiền lớn hiện tại vẫn chưa đổ vào thị trường mà thị trường hiện tại đang trong tăng đang tăng trong vị thế là không người bán mà trong tương lai khi thị trường lên đến những cái vùng phía trên này là vùng 1120 đến vùng 1175 thì đang trong cái biên này là đang là cái biên mà có rất nhiều người kẹp hàng ở vùng trên này nên do đó thị trường đang có một lực cung tiềm ẩn đó là lực cung của những người kẹp hàng khi thị trường quay về vùng hòa vốn người ta sẽ phát hàng là người ta bán Do đó thì hiện tại là em đang kỳ vọng rằng trong tương lai khi thị trường lên cao thị trường sẽ có sự là bị bán và nó có sự tích lũy lại ở vùng trên này. Và đương nhiên là tích lũy như thế nào thì chúng ta phải theo dõi thì chúng ta mới biết được. Giờ thì chúng ta chưa biết được đâu, hiện tại chỉ đang là cái phòng đoán thôi. Hiện tại em đang đưa cho anh chị đó là những cái phòng đoán về thị trường của chúng ta để chúng ta sẽ dựa vào đó có thể có được những cái chiến lược tốt cho tương lai. Thì cái phòng đoán này ở đây là khi thị trường tăng lên những cái vùng là trung bình của nó là vùng mốc 1150 điểm. Đây là mốc trung bình cản của thị trường. Thì khi thị trường lên đến cái mốc này là thị trường sẽ có sự bị bán bởi những người kẹp hàng vùng trên. Và ngay sau đó thị trường có sự tích lũy lại và sự tích lũy lại này của nó phải đi kèm với là tích lũy với vốn giảm dần. Còn nếu như mà nó điều chỉnh với vốn cao thì điều này nó chứng tỏ được rằng là người bán vẫn còn quá dữ dội. Mà nếu như nó điều chỉnh với vốn cao và nó kéo dài thì xác suất thị trường bị đạp lại về vùng đáy là vẫn còn. Do đó thời điểm hiện tại là thị trường đang trong đào hồi phục và cái đào hồi phục này là hiện tại vẫn chưa người bán nên chúng ta chỉ đánh nửa vốn thôi và chúng ta sẽ đánh 100% vốn khi mà thị trường có sự tích lũy lại. Khi mà thị trường có sự tích lũy lại thì chúng ta mới đánh 100% vốn được. Nó cũng giống như là cái thị trường ở cái nhịp trước đây. Đây. Đó, nhịp này thì em đã lấy ví dụ cho anh chị mấy lần rồi. Đang giảm này, sau đó là hồi phục với vốn thấp này. Đây anh chị nhìn nhá. Hồi phục với vốn thấp cho thấy là không người bán. Nhưng mà nếu như nó cứ hồi phục với vốn thấp mà nó không có dòng tiền lớn tham gia thì khi mà nó lên được những vùng cao mà nó bị bán thì sao mà vẫn không có dòng tiền lớn thì sao thì nó sẽ bị dễ dàng bị đạp tiếp nên sau đó khi lên đến những cái vùng cản thì thị trường cần có sự tích lũy lại và ngày trước thị trường lên đến cái vùng nền cũ của nó là vùng trên này thị trường đã có sự tích lũy lại trong vòng khoảng độ 3 đến bốn phiên sau khi tích lũy với vuông giảm dần anh chị nhìn nhá nó đi ngang với vuông giảm dần cho thấy rằng người bán càng ngày càng ít đi lên đến vùng cản nhưng mà không có người bán điều đó đã cho thấy rằng là thị trường đang có sự tích lũy tích cực và phiên ngày và cái phiên ngày tiếp theo là phiên ngày 9 tháng 11 thị trường break lên khỏi chính cái vùng tích lũy đó thì lúc đó thị trường sẽ xác nhận đà tăng một cách bền vững và đương nhiên là nó sẽ kéo dài đà tăng ra rồi lúc đó chúng ta sẽ đánh 100% vốn ở những cái phiên break như này của hiện tại thị trường của chúng ta chỉ đơn giản là đang trong đà hồi phục thôi đơn giản là đang trong đà hồi phục nhé chứ hiện tại thị trường chưa xác nhận đà tăng kéo dài đâu thị trường hiện tại chỉ đơn giản là đang trong đà tăng hồi phục và đà tăng này cần có sự tích lũy thì chúng ta mới đánh tối đa vốn mà được Tóm lại cái chiến lược của nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại đó là vẫn đánh nửa vốn, không đánh 100 vốn ở thời điểm hiện tại. Chờ khi nào thị trường có sự điều chỉnh ở những cái vùng cản trên này. Cụ thể vùng cản nào thì chúng ta phải theo dõi mới biết được. Bởi vì hiện tại là cái biên cản của nó khá là rộng là ngưỡng là 1125 đến 1775 điểm, ngưỡng cản của nó đang khá là rộng. Do đó thì chúng ta bây giờ chỉ là theo dõi thị trường thôi, mua thì vẫn mua được, mua nửa vốn thôi. Và ưu tiên là những mã nào mà chúng ta đang bị kẹp hàng lỗ đấy mà mã đó đang có điểm mua trung bình thì chúng ta sẽ mua cho mình giá mã đó để có thể gỡ nhanh được cái khoảng lỗ của mình lên đó ưu tiên là mua hàng đang có anh chị nhé anh chị nào đang kẹp hàng lỗ thì ưu tiên mua hàng đang có đó và chỉ đánh nửa vốn là điểm này chờ khi nào thị trường có tích, sự tích huyết lại thì chúng ta mua sẽ mua tối đa sau ok thì cái buổi video nhận định thị trường ngày hôm nay của em cũng xin phép được kết thúc tại đây anh chị nào cần mở tài khoản chứng khoán VPS thì cứ liên hệ tới em qua số điện thoại zalo hoặc là có thể mở theo những hướng dẫn ở phần mô tả video thì sẽ được sử dụng tài khoản chứng khoán VPS mà tài khoản vài phút là đã có luôn rồi. Đó, không cần ký hợp đồng, rất nhanh chóng và tiện lợi cho anh chị. Bớt đi cái thủ tục rườm rà. Ok thì em xin chào quý anh chị.